Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm ngày hôm qua, bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đã di chuyển xuống và bao trùm toàn bộ khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gây nên sự xáo trộn mạnh trong khối không khí, khiến cho mây đối lưu phát triển và gây ra mưa rào và dông trên toàn khu vực. Nền nhiệt giảm đáng kể và phần lớn đều hạ xuống dưới 20 độ trời rét. Riêng khu vực vùng núi cao nhiệt độ còn hạ xuống dưới 13 độ trời rét buốt. Cùng với quá trình di chuyển dịch dần xuống phía Nam, đến khoảng gần sáng nay thì khối không khí lạnh cũng đã bắt đầu tác động đến thời tiết của khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, khiến cho mưa dông quay trở lại và đang có xu hướng tăng dần, nên nhiệt độ cũng vì thế mà có xu hướng giảm dần. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình di chuyển xuống phía Nam, khiến cho toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lục địa có bản chất khô. Do vậy, độ ẩm trong không khí cũng như mưa sẽ có xu hướng giảm dần, nền nhiệt trên toàn khu vực sẽ tiếp tục giảm thêm. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Về đêm thì nhiệt độ sẽ còn giảm xuống sâu hơn nữa, chỉ còn từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ trời rét buốt. Vì vậy, trong ngày hôm nay, quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và cần chủ động giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Với các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, do đới gió Đông Bắc đã được tăng cường mạnh trở lại kết hợp với địa hình chắn của khu vực, nên trong ngày hôm nay tại nơi đây sẽ có mưa, thậm chí là một số nơi có thể có lượng mưa khá lớn. Còn về tình hình nhiệt độ thì trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm mạnh và cao nhất vào ban ngày chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, sau đó giảm xuống chỉ còn 16 đến 19 độ vào ban đêm. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở xa rìa phía Nam và ít chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc, nên mưa chỉ mang tính chất địa phương là chính. Ở các tỉnh phía Bắc do có sự khuếch tán của dòng không khí từ phía Bắc nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Còn các tỉnh phía Nam, ban ngày trời có nắng với nền nhiệt độ tiếp tục duy trì mức cao. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định nên các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa nên nhiệt độ ít thay đổi. Sau đến khoảng ngày 3 tháng 12 thì không khí lạnh được tăng cường và nhiệt độ sẽ giảm trở lại. Các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Mưa có xu hướng lan dần sang một số nơi thuộc Trung Trung Bộ, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng giảm. Các khu vực khác, thời tiết ít thay đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu vực Điện Biên Lai Châu là khoảng 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất là 14 cho đến 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 cho đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 24 đến 27 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Như vậy, trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nên nhiệt độ giảm, trời rét. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực ven biển Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!